chúng ta tiếp tục tìm hiểu về design button. Và nội dung tiếp theo chúng ta tìm hiểu đó là decorator button. Decorator thì nó sẽ thuộc về nhóm đó là structural button. Và decorator button nó cho phép chúng ta thêm method hoặc là property của một đối tượng trong lúc chương trình thực thi. Như vậy, để hiểu rõ hơn về decorator button, chúng ta tiếp tục quay lại editor và chúng ta thực hiện một số ví dụ. Các bạn thấy tôi đã tạo sẵn folder 05. Bây giờ tôi tạo ra một file PSP mới. Ví dụ 01. Bây giờ chúng ta sẽ có một yêu cầu như thế này. Đó là khi website của chúng ta được thực thi hoặc là khi website của chúng ta đang được xây dựng thì có bất kỳ một thông báo lỗi nào chúng ta đều phải ghi nhận lại. Chúng ta có thể ghi nhận lại thông qua hiển thị trực tiếp trên website. Chúng ta gửi qua email. Chúng ta ghi vào một file nào đó. Bây giờ tôi sẽ có phần liệt kê như sau. Nếu như website của chúng ta đang được xây dựng, tôi tạm đặt đó là developer, thì chúng ta sẽ hiển thị ở trên web. Chúng ta tiến hành gửi các phần thông báo lỗi đó qua email. Hoặc là chúng ta sẽ ghi các thông báo lỗi đó vào file. Còn trong trường hợp website của chúng ta đã được public, có nghĩa rằng chúng ta đã đưa nó vào sử dụng, thì khi có bất kỳ một thông báo lỗi nào, các bạn thấy khi mà website của chúng ta đã đưa vào sử dụng rồi, nếu như có lỗi thì chúng ta không nên hiển thị nó cho người sử dụng, mà chúng ta sẽ ghi nó vào file. Và việc ghi vào file giúp cho chúng ta có thể kiểm tra trong quá trình website chúng ta hoạt động có những thông báo lỗi gì. Chúng ta dựa vào file này và chúng ta sẽ điều chỉnh nó. Như vậy, vấn đề của chúng ta đã được nêu ra. Các bạn hãy xây dựng những lớp phù hợp để có thể giải quyết được yêu cầu này. Bây giờ tôi sẽ xây dựng đó là Lab Developer. Và Lab Developer của chúng ta sẽ có các function đó là ghi thông báo lỗi lên web, ghi thông báo lỗi và gửi qua email. Cuối cùng đó là ghi thông báo lỗi vào email. Như vậy đơn giản thì chúng ta sẽ tạo ra các function. Ví dụ ở đây sẽ là log file. Và khi chúng ta ghi vào thì phải có nội dung mà chúng ta ghi là gì. Tôi tạm đặt đó là biến message. Ở đây thì chúng ta sẽ echo ra. Ví dụ chúng ta sẽ có một thẻ H3. Và chúng ta có là error và chúng ta ghi vào file. Sau đó nội dung của thông báo lỗi thì các bạn thấy chính là biến message mà chúng ta truyền vào. Tiếp tục đóng của thẻ H3 lại. Chúng ta sẽ có phần nội dung như thế này. Để kiểm tra thì chúng ta sẽ tạo ra một đối tượng developer bằng new developer. Chúng ta thực hiện việc ghi developer. Chúng ta gọi đến phương thức đó là log file. Truyền vào đây, ví dụ như là Serin. Sau đó chúng ta thử truy cập vào file 01. Tôi vào file 01 thì các bạn thấy chúng ta đã ghi được vào file. Tương tự như vậy, tôi muốn ghi vào đó là email chẳng hạn. Tôi tiếp tục có một function mới. Ở đây chúng ta có thể để là log email chẳng hạn. Tiếp tục nội dung ở phía dưới. Ở đây chúng ta sẽ thay đổi thành đó là email. Sau đó chúng ta muốn ghi vào email thì các bạn thấy chúng ta chỉ việc đưa vào log email. Tiếp tục refresh lại thì chúng ta có ghi thông báo lỗi vào email. Và trường hợp cuối cùng các bạn thấy chúng ta sẽ có hiển thị thông báo lỗi lên web. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có đó là log web. Tương tự ở đây chúng ta thay đổi thành giá trị là web. Và ở đây chúng ta cũng gọi đến phương thức đó là log web. Các bạn thấy rất là đơn giản. Tôi refresh lại thì chúng ta cũng hiển thị phần thông báo lỗi đó lên web. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cho trường hợp đó là public. Tôi copy nội dung này, đem xuống phía dưới. Ở đây chúng ta thay đổi lát của chúng ta lại, đó là lát web, đó là lát public. Và chúng ta cũng điều chỉnh lại. Chúng ta chỉ cần đó là ghi thông báo lỗi vào file, do đó các nội dung này tôi sẽ bỏ đi. Các bạn thấy như vậy, với việc xây dựng lát developer và lát public, chúng ta đã giải quyết được yêu cầu ban đầu. Đó là khi mà chúng ta đang thực hiện website ở localhost, hay nói cách khác chúng ta đang tiến hành xây dựng website đó, thì phần thông báo lỗi chúng ta ghi vào web
vào email và vào file. Khi mà website của chúng ta đã được public thì thông báo lỗi đó chúng ta chỉ ghi vào file mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ có một tình huống như thế này. Đối với trường hợp đó là khi website của chúng ta đã được public thì tôi muốn rằng phần thông báo lỗi đó phải được ghi vào cho email. Các bạn thấy hiện tại nó chỉ được ghi vào file, và vấn đề của chúng ta ở đây đó là nó vừa được ghi vào file và nó vừa được ghi vào email. Và đối với trường hợp của developer, ngoài việc ghi vào đó là email, ghi vào file và vào web rồi, chúng ta tiến hành ghi vào database. Như vậy developer của chúng ta sẽ có thêm đó là file, email, web và database. Như vậy với yêu cầu này thì các bạn thấy hai lát mà chúng ta đã xây dựng nó không giải quyết được. Nếu như chúng ta muốn giải quyết thì bắt buộc chúng ta phải truy cập vào các lát này để chúng ta bổ sung thêm các phương thức. Còn khi chúng ta sử dụng đến decorator button, chúng ta sẽ quay lại phần slide. Các bạn thấy đối với decorator button, nó cho phép chúng ta thêm method hoặc property của một đối tượng trong lúc chương trình được thực thi. Thì các bạn thấy rằng trong trường hợp của chúng ta, chương trình được thực thi và lát của tôi xây dựng sẵn. Đối với trường hợp public, nó chỉ ghi vào file, và lúc thực thi tôi muốn rằng nó phải ghi thêm vào email hoặc là hiển thị trên web. Thì chúng ta thực hiện như thế nào? Và rõ ràng với phần lát mà chúng ta xây dựng nó không đáp ứng được. Do đó lúc này chúng ta sẽ xây dựng nó theo hướng đó là decorator button. Tôi sẽ CMS ví dụ này lại và chúng ta đến với trường hợp thứ hai. Ở đây chúng ta sẽ xóa đi những phần định nghĩa lát mà tôi đã thực hiện ở file đầu tiên. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một interface. Và interface của chúng ta tên là Logger. Interface này sử dụng chức năng đó là để ghi những nội dung vào email hoặc là vào web hoặc là vào database chẳng hạn. Interface Logger. Và chúng ta sẽ định nghĩa cho nó một function. Public function log chẳng hạn. Chúng ta cũng truyền vào đây đó là nội dung mà chúng ta muốn ghi. Tôi sẽ mở file 01 để các bạn đồng thời có thể so sánh được hai nội dung này. File 01 của chúng ta cũng có các phương thức chiên để log, log file, log email, log web, vân vân. Còn ở file 02 thì chúng ta xây dựng chỉ một phương thức log mà thôi. Bây giờ, đối với các vấn đề web, email, file, chúng ta xây dựng ở ví dụ 01 đó là các method. Còn bây giờ, chúng ta sẽ xây dựng nó thành các class. Đầu tiên đó là ghi vào file. Như vậy tôi tạo ra một class đó là file logger. Và nó sẽ implement từ logger. Các bạn thấy đối với logger nó là một interface. Do đó muốn kế thừa từ nó thì chúng ta phải sử dụng từ khóa là implement. Và khi chúng ta implement bắt buộc chúng ta phải định nghĩa function log. Như vậy ở đây tôi phải định nghĩa cho function log. Đối với function log này, tôi cũng sử dụng lại. Ở đây là chúng ta chỉ việc echo ra. Tôi đưa vào đây. Chúng ta echo ra error on file và nội dung mà chúng ta muốn ghi. Sau đó là đóng của thẻ H3. Chúng ta có thể thử kiểm tra như sau. Tôi tạo ra một đối tượng đó là log bằng new file logger. Sau đó để ghi lại thông tin thì các bạn thấy tiếp tục đó là đối tượng log. Chúng ta gọi đến phương thức log, truyền vào đây, ví dụ giá trị là 7, đã được lưu. Tôi sẽ vào file 02. Thì các bạn thấy chúng ta đã ghi được vào file và giá trị mà chúng ta truyền vào đó là 7. Bây giờ, tôi muốn rằng khi chương trình của chúng ta được thực thi, nó ghi vào file và nó ghi được vào đó là web và nó ghi được vào email. Như vậy chúng ta thực hiện như thế nào? Bây giờ tôi sẽ tạo ra đó là một logger decorator. Như vậy ở đây chúng ta sẽ khai báo một lát. Lát của chúng ta, ví dụ tôi đặt tên đó là logger decorator. Và nó cũng implement từ đó là interface logger ở phía trên. Và khi nó implement các bạn thấy nó tiếp tục phải định nghĩa function log.
tôi đưa vào đây. Đây là phần định nghĩa của function lock. Và chúng ta không định nghĩa nó như thế này, chúng ta sẽ bỏ nó đi. Function của chúng ta sẽ đặt nó với từ khóa đó là abstract. Tiếp tục ở đây, khi mà chúng ta khai báo nó là một function abstract thì các bạn thấy chúng ta không cần phải định nghĩa nó. Và lát của chúng ta cũng phải là một lát abstract. Như thế này, tôi đã tạo ra được một blocker decorator là một lát abstract. Và trong nó có một function abstract. Chúng ta sẽ tiếp tục tạo ra đó là một đối tượng blocker. Ví dụ ở đây chúng ta có lát là file blocker. Chúng ta có thể có lát là web blocker, email blocker chẳng hạn. Như vậy để lưu trữ những giá trị blocker đó, tôi tạo ra một biến. Nó ở trạng thái đó là private chẳng hạn. Và tôi đặt tên cho nó là blocker. Như vậy tôi tiếp tục tạo ra một function constraint để khởi tạo giá trị cho blocker này. Đối với function constraint của chúng ta sẽ truyền vào đó là một interface blocker. Và ở đây chúng ta sẽ có một biến đó là biến blocker. Như vậy khi chúng ta gán giá trị mặc định did, chúng ta gọi đến blocker bằng với biến blocker là một đối tượng blocker được truyền vào. Các bạn thấy tôi khai báo một abstract như thế này. Bây giờ tôi mới định nghĩa đó là email blocker chẳng hạn. Tiếp tục chúng ta sẽ khai báo một lát. Chúng ta có thể ghi chú ở đây đó là file blocker. Tiếp tục ở đây sẽ là email blocker. Và email blocker của chúng ta sẽ implement từ đó là blocker decorator. Và blocker decorator nó là một lát abstract. Do đó để kế thừa thì chúng ta sử dụng từ khóa là extend. Như vậy khi mà chúng ta kế thừa từ blocker decorator thì các bạn thấy rằng chúng ta cũng phải định nghĩa phương thức abstract của nó, đó là phương thức lock. Ở đây thì các bạn thấy thông báo lỗi của chúng ta đó là email. Chúng ta cũng truyền vào nội dung thông báo lỗi. Như vậy, tôi muốn vừa ghi vào file mà tôi muốn vừa ghi vào lock, tôi thực hiện như sau. Tiếp tục, chúng ta gọi đến đối tượng lock bằng new và email logger. Khi chúng ta gọi email logger thì các bạn thấy mặc định nó yêu cầu chúng ta phải truyền vào một đối tượng logger nào đó. Tại sao như vậy? Bởi vì các bạn thấy email logger nó extend từ logger decorator. Và logger decorator nó là một abstract và nó có phương thức xây dựng. Đối với phương thức xây dựng này nó cần truyền vào một logger. Và logger mà chúng ta truyền vào đó là log. Các bạn thấy tôi thực hiện như thế này. Và bây giờ tôi thử refresh lại xem có vấn đề gì hay không. Các bạn thấy ở đây error on email saving chứng tỏ rằng chúng ta chỉ mới ghi được vào email mà chúng ta chưa ghi được vào file. Bây giờ chúng ta muốn ghi vào file. Trong phương thức lock này tôi sẽ gọi như sau. Did. Tôi gọi đến đó là logger. Các bạn thấy tại sao chúng ta gọi được đến logger này? Bởi vì email logger của chúng ta extend từ logger decorator, do đó chúng ta có thể truy cập được đến giá trị logger. Và giá trị này chúng ta muốn truy cập ở lớp con thì chúng ta đặt từ khóa cho nó là protected thì sẽ phù hợp hơn. Tiếp tục, khi mà chúng ta đã truy cập đến đây rồi, chúng ta tiếp tục gọi đến phương thức là log, cũng truyền vào đây nội dung. Bây giờ tôi thử refresh lại. Các bạn thấy chúng ta đã ghi được vào file và chúng ta cũng ghi được vào email. Bây giờ tôi muốn ghi vào database, chúng ta thực hiện như thế nào? Cũng khá đơn giản, tiếp tục chúng ta tạo ra một lát nữa. Ở đây sẽ là database logger. Cũng extend từ logger decorator. Ở đây chúng ta chỉ thay đổi lại đó là database. Để kiểm tra thì chúng ta tiếp tục tạo mới. Log bằng new database. Và chúng ta cũng truyền vào một đối tượng logger. Sau đó tôi refresh lại. Các bạn thấy nó ghi vào file, ghi vào email và ghi vào database. Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể đưa vào những phương thức. Hay nói cách khác, chúng ta có thể đó là linh hoạt đưa vào cho một đối tượng nào đó những phương thức
mà ban đầu những phương thức đó không được định nghĩa trong lát hay là trong đối tượng mà chúng ta đã khai báo từ trước. Các bạn thấy tại sao nó thực hiện được như vậy? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu phần bản nguồn một tí. Đối với nội dung này, tạm thời tôi đóng nó lại. Khi chúng ta khai báo log bằng new file logger thì các bạn thấy ở đây tôi sẽ ghi chú. Chúng ta có một biến log, nó chính là đối tượng file logger. Như vậy, khi nó là đối tượng file logger và nó gọi đến phương thức log thì các bạn thấy file logger chính là lát này, nó gọi đến phương thức log. Do đó nó sẽ ghi vào tập tin và tôi defect. Thì các bạn thấy nó ghi vào tập tin, không có gì để nói. Bây giờ tôi sẽ ghi vào đó là email thì tôi bật nội dung này lên. Ghi vào email. Bây giờ chúng ta sẽ thử. Log của chúng ta lúc này nó đóng vai trò đó là một email logger. Và khi chúng ta khai báo email logger như thế này, email logger lại extend từ logger decorator. Do đó ở đây chúng ta có một giá trị. Các bạn thấy did chúng ta gọi đến logger. Và nó bằng với đối tượng logger được truyền vào. Và đối tượng log trong trường hợp này các bạn thấy chính là file logger. Tiếp tục, log chính là email logger. Email logger ở giá trị này. Chúng ta gọi đến phương thức log, chúng ta gọi đến giá trị này. Thì đầu tiên các bạn thấy nó sẽ lưu vào error on email. Tiếp theo, did chọn đến logger. Thì did chọn đến logger các bạn thấy chính là file logger. Tiếp tục gọi đến phương thức log và truyền vào message. Do đó chúng ta tiếp tục truy cập được vào nội dung này. Và nó in ra cho chúng ta đó là file và email. Các bạn thấy file và email. Tôi thử đổi thứ tự. Tôi sẽ ghi vào email trước. Và tôi refresh lại. Thì các bạn thấy nó ghi vào email trước cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta cũng tìm hiểu xong về decorator button. Và chúng ta cũng điểm lại đặc điểm của decorator button này. Thì các bạn thấy decorator nó thuộc vào nhóm get to row button. Nó cho phép chúng ta thêm method hoặc property của một đối tượng trong lúc chương trình được thực thi. Chúng ta cũng kết thúc việc tìm hiểu decorator button tại đây.